lại sao luôn á. Mẹ lắm cảm ơn Phương Anh nha. Nhưng mà không phải, không phải là mẹ lắm chỉ có 98 bạn bè đâu. Trời ơi, đẹp quá. Nhưng mà bé à, thứ nhất là mẹ nấm không có chỗ để cái hồ cá này, thứ hai là mẹ nấm cũng không có con cá nào để nuôi trong cái hồ đó hết. Cảm ơn Richard rất nhiều, cảm ơn Nghi Sokute. Em mọi người, tôi muốn đặt cái hồ ghê, mà bây giờ tôi đặt cái hồ nó sẽ văng mọi người ra, nên là thôi để tôi đặt sau đi ha, tôi sẽ đặt vào khoảng cuối giờ đi ha. Mới được avatar xong mặt này mọi người. Christosty, hello Phúc Đinh, hello Simmy, fan của Simmy à, hello Miu ham chơi nha, hello Nguyễn Võ Thùy Linh, hello cả nhà, lấy quà con nữa hả? Sao lắm quà vậy mấy đứa, có thể nào không nhận nữa được không? Mệt quá. Gì vậy, ai nằm trên nhà tôi vậy? Ông tiêu rồi đây. Ờ gì, gì yêu con đi mẹ nấm à. Muội hả muội, đầu tiên nó tát vào cái mặt của mình đó là một cái màu gọi là giống như là màu kẹo ngọt đó mọi người, hồng hồng cam cam vàng vàng, dễ thương. Nhưng đôi giày nó hơi bị lạc quẻ một tí xíu thôi nha, không nhiều nhưng mà hơi lạc quẻ một tí xíu, nhưng mà vẫn có một cái sự ăn nhập bởi vì cái con này nó có màu xanh này. Nói chung là concept của em rất là dễ thương, chị khá là thích. Nhưng mà cái quần này nó kiểu gì vậy trời ơi. Nói chung là concept này của em chị đánh giá khá là cao. Chị muốn é hả? Giống mẹ nấm. Mẹ nấm cũng muốn é, nhưng mà đôi lúc mình é quá mình cũng thấy mình hơi bị tủi thân á con. Cô đơn lắm, đi đâu cũng gặp cơm